Đối với các chị em phụ nữ, gương trang điểm là một phần không thể thiếu. Các chị em có thể ngồi cả tiếng trước gương để tô điểm và ngắm nhan sắc ngày càng xinh xắn. Một chiếc gương chất lượng tốt và cá tính sẽ đồng hành với bạn theo thời gian. Hôm nay USA Store xin giới thiệu với các bạn gương gỗ để bàn phong cách Hàn Quốc. Sản phẩm được thiết kế mặt kính đẹp mắt với kích thước nhỏ xinh, vô cùng tiện dụng, dễ di chuyển, dễ sắp đặt. Gương có phần khung làm bằng chất liệu gỗ cao cấp bền bỉ, cứng cáp, không cong vênh hay hư hỏng trong quá trình sử dụng. Đặc biệt phù hợp với cả những cô nàng mới tập tành làm đẹp. Bạn hãy xem các tình yêu đánh giá về sản phẩm này như nào nhé. Gương rất xinh, hơi nặng, có thể gập lại tùy trình độ nghiêng, giao hàng nhanh, bọc gói hàng cẩn thận. Gương rất đẹp, chắc chắn, giao nhanh, gói cẩn thận lắm, không lo bị vỡ đâu. Shop tuyệt vời sẽ ủng hộ tiếp. Bạn thấy thích sản phẩm thì hãy lên đơn hàng ngay hôm nay để được giá khuyến mãi nhé. Cạnh đó, USA Store còn trên 2.000 sản phẩm thú vị nữa các bạn ạ. Khi gom mua nhiều một lần, bạn còn được rẻ phí vận chuyển và áp dụng voucher của shop. Các bạn ghé thăm shop để chọn thêm mặt hàng vào giỏ nhé. Nghĩ đến mua sắm, nghĩ đến USA Store.